Thời gian qua, bộ phận hậu cần thuộc Ban Chỉ huy quân, quân sự quyền Phong Điền cũng đã phối hợp với những nhà hậu tâm tổ chức bếp ăn giả chiến tại nhà hậu dân thuộc xã Nhân Ái để tiếp sức cho các chiến sĩ và công dân dẫn tâm thực hiện tốt nhiệm vụ và hoàn thành cách ly theo quy định. Bộ phận hậu cần đã tích cực tăng gia sản xuất, tự chủ nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho bếp ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho các chiến sĩ và công dân. Mỗi tuần, đơn vị cung cấp cho các bếp ăn hàng trăm ký rau xanh, thịt cá các loại đồng thời chủ động kết nối với đơn vị đầu mối để cung cấp thêm nguồn thực phẩm thiết yếu, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng. Được sự hỗ trợ tích cực của các chị em phụ nữ địa phương, bếp ăn thêm đỏ lửa với những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, thực đơn được liên tục cập nhật mới theo tuần. Đổi món theo ngày giúp chiến sĩ và công dân đảm bảo sức khỏe.